Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 514. Những cái tập này thì mình đều thu trước để mình phát, bởi vì từ thứ sáu đến hết tuần sau là mình có việc bận, thì có thể là sẽ không đọc được, hoặc nếu có chuyện thu trước thì cũng sẽ phát dần cho anh em, hoặc là nếu mà có đọc thì cũng sẽ không được đều, có gì anh em thông cảm nhé, không phát live trực tiếp được nữa. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 514 của Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 514. Lúc này mặc dù Khấu Tuyết Giao trong lòng cực hận, nhưng mà có thể làm thế nào đây? Tam Thiên Hồng Trần kiếm trong tay, căn bản cũng không ngăn được Ngô Bệnh Dị đã kiên quyết. Đừng nói là nàng ta, cho dù là Hoắc Sĩ Cập sống lại như thế nào. Năm đó, án con cháu Hoàng Thất Cảnh Quốc nhập ma, Tam Hình Cung còn trực tiếp đến thành Thiên Kinh bắt người. Người dẫn đầu chính là vị Ngô Tông Sư này, khiến cho đầu óc thống soái Vô Khuyết phải hành hình vị Hoàng tộc Cảnh Quốc kia ngay tại chỗ, dùng chuyện đó để giữ gìn luật pháp Cảnh Quốc. Mặc dù Tam Hình Cung không thể đem con cháu Hoàng Thất Cảnh Quốc đến Thiên Hình Nhai, nhưng mà toàn bộ quá trình đều giám sát kính thế đài của Cảnh Quốc thẩm tra xử lý. Huyết Hạ Tông hôm nay sao có thể so được với Cảnh Quốc chứ? Tông môn nhân Huyết Hạ Tông ở đây, không có ai không cảm thấy phẫn nộ và khuất nhục. Ngoài ra còn có cảm giác cực kỳ bất lực nữa. Trong loại không khí bi ai này, vang lên một giọng cực kỳ khàn. Có thể. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chính là Bành Sùng Giản đang nằm trong huyết trù, không biết lúc nào đã tỉnh lại. Vịn thành huyết trù đang lảo đảo mà đứng lên. Đồ đệ của ông ta là Du Hiếu Thần vội vàng chạy qua, đang muốn dìu ông ta, lại bị ông ta dùng một tay đẩy ra. Đứng bên cạnh Du Hiếu Thần, thân hình khôi ngô, ông ta lộ vẻ gầy yếu. Nhưng mà khi ông ta đứng ở nơi đó, liền đột nhiên có một loại sức mạnh vô hình chống đỡ sau lưng một đám môn nhân Huyết Hà Tông. Ông ta yên lặng nhìn Ngô Bệnh Dĩ, nói thế này: Ngô Tông Sư theo lẽ chấp pháp công bằng, Huyết Hà Tông không có ý kiến. Núi Thái Nghi mặc dù vỡ nát, nhưng mà ở trên thân người này, Khương Vọng lại cảm thấy có một loại cảm giác nguy nga. Cho dù là chân quân Nguyễn Tù xuất thân từ Tề Quốc, thì trong ánh mắt cũng có chút ý thưởng thức. Mà đối mặt với Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giản như vậy, Ngô Bệnh Dĩ vẫn như cũ chỉ nói: Huyết Hà Tông có thể có ý kiến, án Tư Minh Tùng, Cửu Địa Cung sẽ cho công thẩm. Huyết Hà Tông nếu có gì không hiểu, không tán thành, thì cũng có thể đến Thiên Hình Nhai thảo luận. Thiên hạ bất luận là ai có ý kiến đối với án này, thì cũng có thể đến Thiên Hình Nhai. Pháp có thể nghị, nhưng không thể rời. Vẻ mặt ông ta vẫn nghiêm túc như cũ, tâm tình cũng là lãnh tĩnh đến gần như tàn khốc. Đối mặt với Khấu Tuyết Giao hay đối mặt với Bành Sùng Giản đều không có khác biệt. Ông ta chấp hành pháp của mình, thi hành đạo của mình. Bất luận người ham sống sợ chết hay là thấy chết không sờn, là xảo trá hay là gian xảo, là dũng cảm hay nhân ái, toàn bộ đều không ảnh hưởng đến ông ta. Sau khi nói với Bành Sùng Giản câu đó, ông ta liền tung xiềng xích trong tay, xách Tư Minh Tùng lên, ánh mắt dò xét một vòng, liền coi như đã hỏi ý kiến lần cuối. Nếu không có ai có ý kiến gì nữa, ông ta liền dẫn phạm nhân rời đi. Khương Vọng không nhịn được lên tiếng: Ngô Chân Quân, đợi đã. Mọi người ghé mắt không biết hắn ngăn vị đại tông sư nghiêm khắc này là để làm gì. Tư Ngọc An lại càng nhíu mày,
Tiểu tử này chẳng phải cho rằng với thân phận võ an hầu đại tề của mình có thể nói gì đó trước mặt Ngô Bệnh Dĩ sao? Ngô Bệnh Dĩ quay đầu nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng thành khẩn thi lễ một cái, cảm tạ chân quân trước đó che chở tại Nghiệt Hải. Ngô Bệnh Dĩ không nói gì, đôi mắt nghiêm túc kia dường như đang nhắc nhở Khương Vọng ít nói lời vô ích đi. Khương Vọng dừng một chút, vẫn nói ra: vãn bối có một nghi vấn từ lâu đã muốn hỏi, bởi vì ngài đang bận chính sự không dám xen vào. Hứa huynh Hứa Hy Danh lần này theo ngài đến Nghiệt Hải, sao không thấy đâu? Ngài không dẫn huynh ấy đi theo sao? Hay là đã để huynh ấy về Thiên Hình Nhai trước rồi? Ngô Bệnh Dĩ trầm mặc một lúc nói: ngươi từng gặp qua nó sao? Khương Vọng nhất thời chỉ cảm thấy máu thịt toàn thân đều có chút cứng lại, miễn cưỡng nói: trong Nghiệt Hải chúng ta vẫn luôn cùng nhau giết ác quan, có trò chuyện rất lâu. Ngô Bệnh Dĩ nhìn hắn một cái thật sâu: Hứa Hy Danh đã chết lâu rồi. Chỉ một câu này, lại không nói gì thêm nữa. Ở trên mặt ông ta cũng không nhìn ra bất kỳ một biểu cảm gì ngoại trừ sự nghiêm túc. Chỉ là nắm chặt xiềng xích pháp vô nhị môn thuần trắng trong tay, nâng bước xoay người, liền dẫn theo Tư Minh Tùng mà biến mất. Khương Vọng lặng lặng đứng tại chỗ, ở trong nhắm mắt lạnh cả sống lưng. Nếu như Hứa Di Danh đã chết thật lâu, thì Hứa Di Danh đang cùng hắn tác chiến, cùng hắn giao lưu kia là ai? Nếu như là tu vi của mình chưa đủ, bị ác quan quấy nhiễu, thì vì sao ngay cả mấy vị chân quân đồng hành với mình đều không hề phát hiện? Phải biết là vào lúc cuối trước khi ra khỏi Nghiệt Hải, Hứa Di Danh thậm chí còn đứng trong phạm vi Hồng Trần Chi Môn, nói với hắn một câu. Lúc đó Tư Ngọc An còn ở ngay bên cạnh nữa. Đoạn đối thoại giữa Khương Vọng và Ngô Bệnh Dĩ mặc dù ngắn gọn, nhưng không thể nghi ngờ đã khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi, sợ hết cả hồn. Trần Phác không nhịn được nhìn thoáng qua Hồng Trần Chi Môn lơ lửng trên trời. Tư Ngọc An hơi nhếch mày kiếm, như có điều suy nghĩ. Nguyễn Tù thì lại hơi hăng hái nói: Hứa Hy Danh này là tình huống gì? Khấu Tuyết Giao đứng bên căm hận nói: ta biết người này. 13 năm trước, Nghiệt Hải cũng từng xuất hiện một lần náo động, nhưng mà không có nghiêm trọng như lần này. Lúc đó Ngô Bệnh Dĩ cũng tới, còn mang theo đệ tử của ông ta là Hứa Hy Danh, đoán chừng là để thí luyện. Kết quả lúc Hứa Hy Danh đối mặt ác quan, sinh ra hoài nghi với chính mình, cho nên rời khỏi Nghiệt Hải. Ngô Bệnh Dĩ cho là hắn ta chạy trốn, nên ngăn hắn ta lại ở Hồng Trần Chi Môn, tự tay thi hình với hắn ta, cũng là ném hắn ta vào Nghiệt Hải để hắn ta chuộc tội. Hứa Hy Danh xấu hổ không chịu nổi, tìm cơ hội tự sát. Ngô Bệnh Dĩ căn bản là một thanh pháp đao, không có một chút tình người nào cả. Nhớ lại những lời tán gẫu với Hứa Hy Danh lúc đó, nhớ đến sự sùng bái của Hứa Hy Danh với Ngô Bệnh Dĩ, nhớ đến sự kiêu ngạo của Hứa Hy Danh lúc nhắc đến chú Lê Kiếm, Khương Vọng nhất thời giật mình. Cũng đại khái có thể hiểu vì sao Tư Minh Tùng lại nói rằng Ngô Bệnh Dĩ là người làm theo lẽ công bằng nhất trên đời. Bởi vì bị đại tông sư pháp gia này đối với đệ tử thân truyền của mình còn nghiêm khắc như vậy. Thậm chí trước khi Huyết Hà chân quân Hoắc Dĩ Cập chịu chết, vì sao còn muốn cố ý khẩn cầu một câu, hy vọng chuyện này đến ông ta liền dừng, không muốn hỏi tội môn nhân Huyết Hà Tông. Chắc hẳn vì cũng biết rõ phong cách hành sự của Ngô Bệnh Dĩ đây. Nhưng mặc dù ông ta đã nói như vậy, cũng không thể thay đổi quyết định của Ngô Bệnh Dĩ. Khấu Tuyết Giao đang nói về sự lãnh khốc của Ngô Bệnh Dĩ. Khương Vọng bỗng nhìn nghĩ tới lúc đó, lúc Ngô Bệnh Dĩ xuất hiện lần đầu tiên trong tầm mắt hắn, đưa tay đẩy hắn ra, đã nói một câu: người trẻ tuổi, đây không phải chiến trường của ngươi, lui về sau đi. Một người nghiêm túc lãnh khốc như vậy rốt cục sau 13 năm thừa nhận Nghiệt Hải không phải là chiến trường của người trẻ tuổi. Chỉ đã so với những gì Khương Vọng cảm nhận được, đối với những chân quân ở đây mà nói, điểm kinh khủng hơn chính là Hứa Di Danh đã chết 13 năm trước. Vì sao trong Nghiệt Hải lại để Khương Vọng thấy được?
và lại còn có thể giấu giếm được nhiều cường giả chân quân như vậy, nó rốt cục là tồn tại gì? Nhìn khắp toàn bộ nghề thải, tồn tại có thể thỏa mãn điều kiện thực ra không nhiều. Khương Tiểu Hữu, Trần Phác nhìn qua nói, người nói Hứa Di Danh kia trò chuyện với ngươi những gì? Đây vốn dĩ là một vấn đề mà sư phụ của Hứa Di Danh, Ngô Bệnh Dĩ phải hỏi. Nhưng mà Ngô Bệnh Dĩ không hỏi gì, đã dẫn Tư Minh Tùng đi. Khương Vọng mơ hồ cảm giác được mình đã bị sức mạnh nào đó khóa lại, cụp mắt xuống liền bị trói lại. Trần Phác lúc này rõ ràng rất cảnh giác, ngay cả tay Tư Ngọc An cũng đặt lên trên thảo kiếm. Mà lúc này Nguyễn Tù liền đi tới trước một bước, đứng bên cạnh Khương Vọng, xua tan toàn bộ áp lực, giọng nói bình lặng. Người trẻ tuổi có lòng trách nhiệm, dũng cảm vào nghiệt hài gánh trách nhiệm, bất kể xảy ra vấn đề gì đều hẳn là vấn đề của các chân quân đồng hành như các người. Chư vị có thể nghĩ như vậy không? Nếu như các người không thể phát hiện ra vấn đề, lại yêu cầu một người trẻ tuổi chỉ mới 20 nhìn thấu, quả là có hơi làm khó người ta. Nguyễn Giám Chính hiểu lầm. Trần Phác trầm trước nói, ta không có yêu cầu gì với Khương Tiểu Hữu, chỉ là muốn hỏi vài vấn đề. Nguyễn Tù chính là Trần Phác, nhìn Trần Phác một chút, lại nhìn Tư Ngọc An một chút, mới thông thả ung dung nói, các người hỏi vấn đề như vậy, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, khó tránh khỏi khẩn trương, chứ bằng đứng xa ra đi. Trần Phác lui về phía sau hai bước. Nếu như Nguyễn Giám Chính cảm thấy như vậy là an toàn, ta đương nhiên không có vấn đề. Tư Ngọc An nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Khương Vọng đứng yên lặng, lạ thường là trong lòng hắn, thế nhưng cũng không hề khẩn trương. Nhất là dưới tình huống ngờ vực vô căn cứ này, hắn vốn nên cảm thấy hoảng sợ hơn mới đúng. Nguyễn Tù đang cười nhìn về phía Khương Vọng. Sẽ thấy có một số chuyện mọi người khó tránh khỏi suy đoán. Võ An Hầu không ngại ta kiểm tra một chút chứ? Dùng một số phương pháp đặc thù, sẽ không liên quan đến việc ngươi tu hành bí mật, chỉ là tìm đầu mối liên quan đến nghiệt hải. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý, cũng không ai có thể ép buộc ngươi. Ta trực tiếp dẫn ngươi về Lâm Chi là được. Ngài có thể hỗ trợ kiểm tra đương nhiên là tốt hơn. Khương Vọng cười khổ nói, cũng khiến ta yên tâm một chút. Nguyễn Tù đứng cạnh Khương Vọng, khuôn mặt kề sát vào Khương Vọng, chỉ mới 21 tuổi càng lộ vẻ non trẻ. Y giơ tay lên, ở trên tay phát ra một luồng ánh sao, cứ vậy mà nhẹ nhàng khoác lên bả vai của Khương Vọng, giống như là hai bằng hữu cùng tuổi, cười nói, người có thể hàn huyên với Trần viện trưởng bọn họ rồi, đều là những tiền bối có tố chất, sẽ không làm khó người. Cho nên Khương Vọng cũng nhìn về phía Trần Phác rất thản nhiên nói, trả lời vấn đề của Trần viện trưởng, lần đầu ta thấy Hứa Hy Danh là sau khi Ngô Tông Sư đến Họa Thủy. Từ nghi vấn của Hứa Hy Danh đến cuộc trò chuyện về chú Lê Kiếm, thậm chí cũng bao gồm sự sùng bái của Hứa Hy Danh đối với Bành Sùng Giản, cho đến câu cuối cùng của Hứa Hy Danh hỏi hắn có cảm thấy cảnh Hoắc Sĩ Cập chịu chết rực rỡ không. Khương Vọng không hề giấu giếm, kể lại hết một lần. Bởi vì hắn hiểu được Hứa Hy Danh kia, hay là nói tên giả mạo thân phận Hứa Hy Danh giao lưu với hắn kia, tuyệt đối là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Nếu như hắn ta có ý đồ gì, thì chỉ ít dựa vào chính hắn, tuyệt đối không có khả năng phản kháng. Bất kỳ chi tiết nào bị bỏ sót, cũng có thể dẫn đến mấy vị chân quân có nhận biết lệch khỏi quỹ đạo. Nghe xong cái lời giải thích của Khương Vọng, Trần Phác và Tư Ngọc An liếc nhau một cái, đều cảm thấy hơi khó lý giải. Từ quá trình giao lưu giữa Hứa Hy Danh và Khương Vọng, mọi thứ đều rất bình thường. Thậm chí lúc Khương Vọng miêu tả phương thức chiến đấu của Hứa Hy Danh thì cũng hoàn toàn không có gì khác thường cả. Thực sự khiến cho người ta cảm thấy cái người giao lưu cùng với Khương Vọng kia chính là Hứa Hy Danh thực sự. Thế nhưng Hứa Hy Danh đã chết từ 13 năm trước mà. Thực sự và cảm giác có sai lệch. Nguyễn Tù lúc này mở rộng hai tay, phất tàn ánh sao trên tay, lắc đầu nói, không có vấn đề. Kỳ quái. Trần Phác cau mày nói, thứ qua lại với Khương Tiểu Hữu kia rốt cục là thứ gì? Ai mà biết chứ. Tư Ngọa An hơi nhếch mí mắt, có lẽ Bồ Đề Ác Tổ muốn thừa cơ làm quen với người trẻ tuổi hiện tại một chút ư?
Bất luận là Trần Phác hay là Tư Ngọc An, hiển nhiên đều tán thành với kết quả dò xét của Nguyễn Tù. Nhưng mà thực ra Khương Vọng lại không quá yên tâm, nói với Nguyễn Tù: nếu không ngại thì kiểm tra lại một lần. Nguyễn Tù khẽ mỉm cười nói: trong nghiệt hải, tồn tại có thể có năng lực giấu giếm được mấy vị chân quân tiếp xúc với ngươi sẽ không vượt quá 3 vị. Bất kể vị nào trong số 3 vị kia cũng không thể sau khi xuyên qua hồng trần chi môn, một chút dấu vết cũng không để lại cho ta. Sự tự tin trong lời nói của vị giám chính Khâm Thiên Giám của đại tề này cho Khương Vọng một cảm giác an toàn rất lớn. Quả thực, Bồ Đề Ác Tổ đã bị Hắc Hoắc Sĩ Cập trấn áp trở về. Huyết Hà vẫn là giới hà như trước. Thời gian nghiệt kiếp còn chưa tới. Hiện tại bọn họ cũng đã rời khỏi hồng trần chi môn. Đáng lẽ nên không còn gì để lo lắng nữa. Lúc này Trần Phác lại hỏi: chỉ một mình ngươi thấy được, ngươi cảm thấy tồn tại giả mạo Hứa Hy Danh kia vì sao lại tiếp xúc với ngươi? Không cần có chứng cứ gì, cũng không cần chính xác, nói ra cảm nhận thực sự trong lòng của ngươi đi. Khương Vọng nói: ta cảm thấy hắn rất cô đơn. Suy nghĩ một chút lại bổ sung: ta nói đến chính là Hứa Hy Danh. Ngươi cảm thấy Hứa Hy Danh vẫn chưa chết sao? Trần Phác hỏi. Khương Vọng cân nhắc câu chữ một chút nói: hắn ta sống hay là chết, Tam Hình Cung đã sớm xác nhận. Ta chỉ là cảm thấy người nói chuyện với ta kia quả thực là ý chí Hứa Hy Danh. Hàng vạn ý chí cùng tồn tại trong một cơ thể cũng không lạ thường, thậm chí còn vốn là bản lĩnh của Bồ Đề Ác Tổ nữa. Trần Phác nói: giống như Bồ Đề Ác Ngữ trong nghiệt hải trước đó. Còn về vì sao Bồ Đề Ác Tổ phóng xuất ý chí này ra, có lẽ có liên quan đến Ngô Tông Sư. Khương Vọng nghĩ thầm: có lẽ chính là vì như vậy, cho nên Ngô Tông Sư mới không hỏi han đã rời đi. Nhưng Trần Phác cũng không nói gì thêm nữa. Lại có lẽ mấy vị chân quân đã trao đổi riêng với nhau rồi. Chư vị, sau khi bọn họ trao đổi về chủ đề Hứa Hy Danh xong, một lúc sau Bành Sùng Giản đi tới. Hôm nay vừa lúc mấy vị chân quân đều ở đây, có thể làm chứng cho Huyết Hà Tông ta được không? Lúc này ông ta vẫn chưa lành vết thương, hơi thở suy yếu, nhưng mà vừa mở miệng liền tự nhiên đại biểu cho Huyết Hà Tông, có một loại cảm giác tồn tại khiến cho người ta không thể không chú ý. Không biết cần bọn ta làm chứng cái gì? Trần Phác ngữ khí ôn hòa, có sức mạnh hòa hoãn lòng người. Bành Sùng Giản nói: tông chủ bỏ mình, Huyết Hà vô chủ. Trước mắt chuyện quan trọng nhất đương nhiên chính là chọn ra tông chủ mới. Kính xin chư vị làm chứng, khiến cho danh chính ngôn thuận, pháp lý gắn liền. Lời ông ta hợp tình hợp lý. Nói là thỉnh cầu làm chứng, nhưng thực ra là thỉnh cầu che chở. Có được mấy vị cường giả diễn đạo chứng kiến Huyết Hà Tông truyền thừa, cường giả từ bên ngoài đến cho dù muốn thừa dịp suy yếu mà vào, mưu đoạt cơ nghiệp Huyết Hà Tông thì cũng cần phải cân nhắc. Trần Phác tất nhiên hiểu, nhưng mà hoàn toàn không có ý định từ chối, chỉ nói: không biết khi Hoắc tông chủ còn sống đã chọn ra người kế thừa tông môn hay chưa? Bành Sùng Giản lắc đầu, cay đắng nói: tông chủ đang độ tuổi xuân, tu vi tuyệt đỉnh, ai có thể ngờ được lại đột ngột xảy ra tai họa như vậy chứ? Sư tôn. Du Hiếu Thần đứng bên cạnh ông ta vội la lên: Huyết Hà Tông hiện tại như là rắn mất đầu, người có thể gánh vác trách nhiệm này ngoài trừ ngài ra còn có thể là ai? Hắn ta còn kém trực tiếp đẩy sư phụ mình lên ngai vàng, thuận tiện phi một tiếng ý chí của tiền tông chủ, tính là cái rắm. Đương nhiên cái loại vội vã này cũng chính là thể hiện sự trung thành. Bành Sùng Giản nhướng mày nói: lúc nào đến phiên người nói chuyện, ngậm miệng lại. Đợi đến khi Du Hiếu Thần tâm không cam lòng, không phục ngừng miệng, ông ta mới nhìn về phía Khẩu Tuyết Giao. Tông chủ bất hạnh qua đời, tinh thần Huyết Hà Tông vẫn phải truyền thừa, Khấu sư muội thấy thế nào? Trần Phác cố ý che chở cho nên làm chứng, nhưng Nguyễn Tù và Tư Ngọc An là người ngoài, không nói lời nào. Khương Vọng chỉ là thần lâm, lại càng giữ vững im lặng, không nói lời nào. Lời Du Hiếu Thần nói cũng không phải là không có đạo lý. Toàn bộ Huyết Hà Tông trước mắt, người có thể cạnh tranh vị trí tông chủ với Bàn Sùng Giản đúng là không có ai. Cho dù là hữu hộ pháp Khấu Tuyết Giao thì cũng rõ ràng có chênh lệch rõ với Bành Sùng Giản. Hai đại trưởng lão Huyết Hà Tông
Trong đó Tư Minh Tùng ban đầu cũng có chút hy vọng, dù sao cũng có lòng rình mò cảnh giới diễn đạo, nhưng mà hiện tại đã trở thành tù nhân thiên hình nhai, tất nhiên không có được may mắn lắm. Khấu Tất Dao mặc giáp đeo kiếm, nói nhanh. Theo cá nhân ta, tất nhiên rất vui khi thấy Bành sư huynh đảm đương vị trí tông chủ. Có lẽ hai vị trưởng lão Du, Trương cũng sẽ không có ý kiến gì. Thế nhưng, mọi việc sợ nhất chính là nhưng mà. Du Hiếu Thần nhất thời có hơi khẩn trương. Nhưng mà ngược lại Bành Sung Giàn hơi thở còn rất yếu ớt, lại thong dong bình tĩnh nói. Có mấy vị chân quân ở đây làm chứng, tất sẽ không khiến Huyết Hà Tông ta mất trật tự. Sư muội có lời gì đừng ngại nói. Khấu Tất Dao hơi xin lỗi gật gật đầu. Nhưng mà lúc Hoắc Tông chủ còn sống, đối với người kế nhiệm chức vị môn chủ, đã sớm có kỳ vọng. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc khi nghe Khấu Tất Dao nói điều này. Ngay cả Trần Phác cũng không thể ngờ được rằng vị trí tông chủ Huyết Hà Tông vẫn còn phát sinh biến hóa. Như Du Tử Thần đã nói, sau cái chết của Hắc Sĩ Cập, ở trong toàn bộ Huyết Hà Tông, ngoại trừ Bàn Sơn Chân Nhân Bành Sùng Giản ra, thì còn có ai có thể đảm nhận trọng trách này chứ? Bành Sùng Giản khẽ co mày. Vốn dĩ ông ta đã có một khuôn mặt nho nhã, lúc này người bị trọng thương lại càng lộ ra vẻ yếu ớt. Ông ta chỉ nhìn Khấu Tuyết Giao rồi nói. Ta tất nhiên tuân theo di mệnh cuối cùng của Hoắc Tông Chủ. Nhưng mà tại sao ta lại không hề biết gì về Hoắc Tông Chủ lúc sinh tiền đã từng có kỳ hứa với Tông Chủ đảm nhận vị trí tiếp theo? Hoắc Tông Chủ đã nhắc đến chuyện này rất nhiều lần. Sao Sư Huynh không biết được chứ? Khấu Tất Dao chậm rãi nói. Có thể Sư Huynh đã quên mất. Bành Sùng Giàn cười yếu. Là ai? Khấu Tất Dao lúc này quay người lại nói với Nguyễn Tổ. Chuyện này nói ra có liên quan tới Quý Quốc. Đón lấy ánh mắt bỗng nhiên phóng tới của Tư Ngọc An, Nguyễn Tù bất đắc dĩ phất phất tay. Khấu hộ pháp muốn nói gì đây? Thế nhưng ta cũng không biết sự tình. Đừng nói Tư Ngọc An nghi ngờ, ngay cả sắc mặt của Trần Phác cũng hơi thay đổi. Tề Quốc tiêu diệt Hạ Quốc, bây giờ đã là bá chủ vùng Nam Cương. Nếu nói không có chút ý tưởng nào với quốc gia nước láng giềng thì đó là điều không thể. Bản đồ Nam Hạ Tổng Đốc Phủ đặc biệt ứng với Lương Quốc là vì sao? Nhưng Tề Quốc chân trước thì để cho Võ An Hầu Khương Vọng đến kiếm các dùng lực để áp chế đồng mối. Chân sau chẳng lẽ còn có an bài cả ở Huyết Hà Tông, thậm chí có thể nhúng tay vào vị trí tông chủ Huyết Hà Tông sao? Cái năng lực bố cục thiên hạ này có phải là con chút quá đáng sợ không? Và Trần Phác ông ta có cảm ứng với cái chết của Hắc Sĩ Cập, có lòng muốn trốn che chở cho Huyết Hà Tông. Tất nhiên, sự ổn định và độc lập của Huyết Hà Tông cũng rất quan trọng đối với Mộ Cổ Thư Viện. Về tình, về lý, về lợi, về nghĩa, đều không thể thoái lui. Lúc này vẻ mặt ông ta vẫn tỏ ra vô cùng ôn hòa, nhưng mà trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối đầu trực diện với Tề Quốc. Thậm chí ông ta còn không nhịn được mà suy nghĩ, cái chết của Hắc Sĩ Cập lần này chẳng lẽ cũng có liên quan đến Tề Quốc sao? Tư Minh Tùng kia cũng là một nhân vật ở cấp độ trưởng lão của Huyết Hà Tông, đã chém giết ở Nghiệt Hải không biết bao nhiêu năm trời, làm sao đột nhiên lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy? Rình rập diễn đạo đương nhiên cũng là một lý do để nói cho qua, nhưng mà liệu có khả năng nào khác không? Người chấp trưởng Tề Quốc hôm nay dù sao cũng là Khương Thuật, người đã thành tựu được bá nghiệp ở vùng Đông Vực, dù sao cũng là vị đế vương cao cấp đã đánh rơi Hạ Tương Đế hùng tài vĩ lực xuống bụi bặm. Trần Phác không thể không suy xét. Nhớ rằng năm đó Hạ Tương Đế đích thân đến Thiên Hình Nhai, luận pháp với chủ nhân của Quy Thiên Cung, đệ nhất đường thế pháp gia Hàn Thân Đồ, lưu lại 7 chương pháp giáo chi biện, đến bây giờ vẫn còn được mọi người nhắc tới. Điều mà thế nhân không biết là năm đó Hạ Tương Đế cũng tới Thư Sơn biện kinh, nhưng cuộc tranh luận đó không được công khai nên mới không lưu danh hậu thế. Thân là người Nam Vực, đã biết quá rõ sự cường đại của Hạ Tương Đế nên càng thêm cảnh giác với vị Tề Thiên Tử đã đánh bại Hạ Tương Đế kia. Dù Hiếu Thần không nhịn được nói,
người nọ rốt cục là ai? Sao Hiếu Thần không có chút ấn tượng nào? Chẳng lẽ Hoắc tông chủ khi còn sống chỉ nói với một mình ngài thôi sao? Khâu Tuyết Giao cũng không có so đo với sự vô lễ của vị sư điệt này. Nàng ta chỉ nhìn về phía Bành Sùng Giàn, nhàn nhạt nói: Tề quốc Lâm Tri nhân sĩ, quán quân hầu của ngày hôm nay, Trọng Huyền Tuân. Chân mày Bành Sùng Giàn cau chặt lại. Khấu Tuyết Giao tiếp tục nói: Hoắc tông chủ khi còn sống đã nói nhiều lần muốn thu Trọng Huyền Tuân làm đồ đệ, truyền thụ y bát trội, cho rằng hắn là người hoàn hảo, có phẩm cách gánh thương sinh và có thể kế thừa vinh quang của Huyết Hà Tông ở mức độ lớn nhất. Sư huynh chẳng lẽ không có ấn tượng gì về điều này sao? Chân mày của Bành Sùng Giàn từ từ giãn ra. Tất nhiên ta có ấn tượng. Tông chủ còn từng nói, nếu như Trọng Huyền Tuân kế thừa tông vị thì chết cũng không tiếc. Lão nhân già quả thật đã nói như vậy. Khâu Tuyết Giao nói, sư huynh còn nhớ, vậy là quá tốt rồi. Thế nhưng, Bành Sùng Giản chậm rãi nói, Khấu sư muội quên rồi sao? Trọng Huyền Tuân đã sớm cự tuyệt vị trí tông chủ, bây giờ cũng không phải là người của Huyết Hà Tông ta nữa. Hoắc tông chủ cũng đã nói, ngài nguyện ý cho Trọng Huyền Tuân thêm nhiều thời gian hơn để cân nhắc. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Đây là kỳ vọng duy nhất mà Hoắc tông chủ đã từng có đối với việc lựa chọn tông chủ đời tiếp theo. Nếu như lão nhân gia lúc cuối cùng ở Nghiệt Hải không nói gì khác, thì đây chính là di nguyện của ngài. Khấu Tuyết Giao nghiêm túc nói, ta tôn trọng di nguyện cuối cùng của lão nhân gia. Tông chủ không còn, làm sao thu đồ đệ được? Chúng ta có thể thay mặt tông chủ thu người đồ đệ này, cũng có thể toàn lễ sư. Y đang là quán quân hầu, sao có thể đồng ý đến Huyết Hà Tông chúng ta? Bây giờ không giống với ngày xưa. Dĩ chí Hoắc tông chủ ở nơi này, hy vọng y tiếp trưởng tông môn. Ta tin rằng y sẽ suy nghĩ kỹ. Bành Sùng Giàn trầm mặc, Khương Vọng đều sửng sốt. Hắn thực không ngờ đã có sự thay đổi như vậy phát sinh. Cho dù Huyết Hà Tông có suy tàn thế nào, nó vẫn là một trong những đại tông trong thiên hạ. Ngay cả khi tông chủ chết trận, trưởng lão bị bắt, thì ít nhất vẫn còn có bốn vị chân nhân tồn tại. Đặt ở đâu cũng có thể làm được nổi danh thế lực. Một tông môn chịu trách nhiệm trấn áp họa thủy, có tích lũy trong một thời gian dài, chính là nguyên uyên thâm như biển, không thể khinh thường. Bây giờ là nói, Trọng Huyền Tuân có cơ hội tiếp quản tất cả những thứ này mà không cần làm gì sao? Không thể tránh khỏi tạo cho người ta cảm giác gần như hoang đường. Nguyễn Tù bên cạnh tất nhiên không hề nghĩ đơn giản như Khương Vọng, nhưng mà cũng không thể che giấu được sự kinh ngạc. Y đoán rằng có lẽ đây là sự bất đồng trong nội bộ Huyết Hà Tông. Phe phái do Khấu Tuyết Giao đại diện muốn tìm một thế lực mạnh mẽ làm chỗ dựa sau cái chết của Hoắc Sĩ Cẩm. Nhưng mà điều đó không có ý nghĩa gì. Trần Phác không phải đã bày tỏ thái độ sẽ bảo hộ Huyết Hà Tông hay sao? Hay là Nam Hạ Tổng Đốc Phù muốn lấy lại quận Cẩm An, khiến cho Huyết Hà Tông đã mất đi Hoắc Sĩ Cẩm, ý thức được sự nguy hiểm nên quyết định dựa vào Tề Quốc trước thời hạn. Sự cố này tất nhiên là nằm ngoài dự kiến. Nhưng khi Khấu Tuyết Giao thực sự bắt đầu thúc đẩy vấn đề này, thì có quá nhiều khả năng đằng sau nó. Vốn là lần họa thủy sinh biến này đã bao phủ quá nhiều sương mù, khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Sự tán thưởng của Hoắc Sĩ Cẩm với Trọng Huyền Tuân từ trước đến nay vẫn vậy. Rất nhiều người đều biết điều đó. Nhưng bây giờ Hoắc Sĩ Cẩm đã chết rồi, Khấu Tuyết Giao vẫn muốn nghênh đón Trọng Huyền Tuân nhập tông, lại còn dùng vị trí tông chủ Huyết Hà Tông để mà nghênh đón. Điều này khiến cho người ta cảm thấy hơi khó hiểu. Trong tình huống Hoắc Sĩ Cẩm đã qua đời, Huyết Hà Tông gần như là không thể duy trì sự tự chủ sau khi nghênh đón Trọng Huyền Tuân tới. Chẳng lẽ Khấu Tuyết Giao không biết rõ điểm này hay sao? Nàng ta chỉ đơn thuần là trung thành với Hoắc Sĩ Cẩm, tôn trọng cái gọi là di nguyện cuối cùng của cựu tông chủ, hay còn có mưu đồ gì khác? Ngay cả khi Nguyễn Tù là Chiêm Tinh đại tông sư, cũng khó có thể tính được sự biến hóa của lòng người, nhất là trong cái tình huống không có bất cứ một thông tin tình báo nào, nhất thời khiến y cảm thấy mê mặc. Thấy sư phụ mình không nói gì nữa, dù Hiếu Thần vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trọng Huyền Tuân trước đây thậm chí còn không phải là người của Huyết Hà Tông ta, hiện tại lại muốn dùng vị trí tông chủ để đối đãi sao? Vị trí của đại tông vạn năm
Há có thể coi là trò đùa như vậy chứ? Cái gì được gọi là trò đùa? Khấu Tuyết Giao hỏi hắn ta. Di nguyện Hắc Tông Chủ là trò đùa, hay là sự tôn trọng của chúng ta đối với Hắc Tông Chủ là trò đùa? Du Hiếu Thần nói, Hoắc Tông Chủ khi đó có lẽ chỉ nói đùa một chút mà thôi. Lão nhân gia lúc đó còn phải nói đùa hay không? Ngươi không biết, chẳng lẽ sư phụ ngươi cũng không biết sao? Khấu Tuyết Giao hỏi ngược lại Bành Sùng Giàn. Sư huynh, ngươi nói đi. Hai vị hộ pháp của Huyết Hà Tông đối mặt nhau ở nơi này. Hai vị trưởng lão Du Trương hiện tại không ở trong bổn tông. Tất cả các đệ tử Huyết Hà Tông ở trên quảng trường cũng không khỏi thất thần, không biết nên đi theo bên nào. Mà với tư cách là những khán giả tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, những thuyết âm mưu mà Tư Ngọc An và Trần Phác nung nấu trong lòng lúc này đã có thể kết thành cả tập sách. Mặc dù Tư Ngọc An đã nhượng bộ về vấn đề Cẩm An Phủ, mặc dù ông ta và Nguyễn Tù trò chuyện vô cùng vui, nhưng mọi điều này cũng không có nghĩa là ông ta vui vẻ khi thấy người Tề làm tông chủ Huyết Hà Tông. Một khi Huyết Hà Tông mất đi tính độc lập, thì kiếm các nằm cạnh Nam Hạ Tổng Đốc Phủ sao có thể dựa vào chính mình. Ông ta đứng chắp tay sau lưng, không mở miệng nói trước, bởi vì ông ta biết rằng với đạo của Trần Phác thì Trần Phác mới là người không thể kiềm chế được. Quả nhiên Trần Phác lại lên tiếng một lần nữa. Vị nho môn đại tông sư này rất nghiêm túc với Bành Sùng Giản và Khấu Tuyết Giao. Huyết Hà Tông là đại tông có hàng vạn năm tuổi, tự có lịch sử vinh quang của riêng mình. Chuyện Huyết Hà Tông là chuyện nội bộ của các người, lão phu không nhúng tay. Đồng thời với hy vọng các người cũng bị ngoại giới, không bị ngoại giới quấy rầy, tận tâm xử lý công việc của tông môn cho phù hợp với tình hình thực tế của tông môn. Ta đại diện cho Mộ Cổ Thư Viện, hoàn toàn có thể đảm bảo quyền tự chủ cho các người. Ta tin tưởng kiếm các Tam Hình Cung cũng sẽ có thái độ tương tự. Những lời này gần như là đang nói rõ với họ, nếu các người bị uy hiếp thì chớp chớp mắt đi, không phải sợ người Tề Quốc, Mộ Cổ Thư Viện chúng ta làm chỗ dựa cho các người. Nguyễn Tù có vẻ mặt bất đắc dĩ, tâm tình cũng phức tạp. Đối với Huyết Hà Tông, với tư cách là một trong những người ra quyết sách hàng đầu trong trận chiến Tề Hạ, y đương nhiên là có nhiều hiểu biết hơn. Đương nhiên y cũng là biết vì sao lúc đó Tề Quốc có thể mời Hoắc Sĩ Cập xuất thủ đối kháng với Trường Sinh Quân của Nam Đấu Điện, đáng cho Hạ Quốc trở tay không kịp. Điều này có liên quan đến một bí mật rất to lớn, mà nó cũng liên quan đến bố cục tiếp theo của Tề Thiên Tử ở Nam Cương. Lần này từ Huyết Hà Tông, y ông quyết tâm ít nhất có thể giải quyết vấn đề biên giới Nam Cương trong 30 năm này. Nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Sự hỗn loạn của Nghiệt Hải nghiêm trọng đến mức thậm chí cả Bồ Đề Ác Tổ cũng xuất hiện. Đây là một. Đường đường là Huyết Hà chân quân lại bởi vì hỗn loạn của Họa Thủy lần này mà chết trận ngay tại chỗ. Đây là điều thứ hai. Bây giờ Khấu Tuyết Giao lại muốn tôn trọng di nguyện của Hoắc Sĩ Cập, thỉnh Trọng Huyền Tuân làm tông chủ Huyết Hà Tông. Đây là điều thứ ba. Bây giờ Tư Ngọc An và Trần Phác đang nhìn chằm chằm vào y như nhìn trộm vậy. Nhưng y thực sự không biết duyên cớ gì mà có sự biến hóa của Huyết Hà Tông lần này. Thực muốn bốc một quẻ tại chỗ mà. Tính một quẻ thiên hôn địa ám. Nhưng mà trong tình trạng hỗn loạn như vậy, quẻ bói cực dễ bị người ý đồ thừa dịp lợi dụng. Người khôn ngoan sẽ không làm điều đó. Y cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi chàng biến hóa này. Du Hiếu Thần một bên gần như là lệ nóng doanh trọng. Trần Viên Trường thực sự là người tốt. Tam Hình Cung vô tình máu lạnh. Kiếm Các bên cạnh cũng là mặt lạnh nhìn xem. Người Tề Quốc thì thừa dịp cháy nhà hôi của. Chỉ có Trần Viện Trường của Mộ Cổ Thư Viện là luôn bảo vệ Huyết Hà Tông với lập trường rõ ràng. Đúng vậy, sư phụ. Du Hiếu Thần nói, thời nay đã khác thời trước. Sau đó tông chủ cũng không đi tìm Trọng Huyền Tuân nữa, đủ nói rõ lão nhân gia không có quá nghiêm túc. Chúng ta... Bành Sùng Giản thở dài. Khi đó tông chủ vô cùng nghiêm túc. Ngày ấy thực sự rất coi trọng Trọng Huyền Tuân. Ngày ấy cũng đã từng nói với ta rằng Nghiệt Hải có thể có những tai nạn khó lường, tương lai Huyết Hà Tông không ai có thể gánh vác được. Chỉ có tuyệt thế thiên kiêu như Trọng Huyền Tuân mới có thể mang tới hy vọng cho Huyết Hà Tông được. Không biết có phải do bây giờ ông ta đang yếu ớt hay không, mà ánh mắt của vị Bàn Sơn chân nhân lúc này có chút bối rối. Chẳng lẽ ứng ở hôm nay
Khương Vọng không hề quen thuộc với vị huyết hà chân quân hoặc Hoắc Sĩ Cập này. Chỉ biết là ông ta đã từng tham gia vào liên hợp hành động của Trầm Đô chân quân Nguy Tầm, tiến sâu vào Thương Hải để tấn công Vạn Đồng. Biết rằng ông ta đã từng coi trọng Trọng Huyền Tuân, muốn thu nhận y làm đồ đệ. Biết là ông ta đã từng tham dự một cuộc chiến Tề Hạ, chặn Nam Đấu Điện Trường Sinh Quân lại. Biết rằng điều này cũng chỉ dừng lại ở những điều này. Cuộc đời của một vị diễn đạo chân quân tất nhiên là vô cùng huy hoàng, không chỉ dừng lại ở vài điều như vậy. Tuy nhiên với tư cách là tông chủ Huyết Hà Tông, hàng năm trấn áp họa thủy, thiếu lý trần thế, lại chết vội vàng nghiệp hải như vậy. Đây là những điều duy nhất còn để lại trong ấn tượng của một người qua đường như Khương Vọng. Lúc này nghe được những lời của Bành Sùng Giàn, hắn không nhịn được phỏng đoán. Sự bi quan của Hắc Sĩ Cập về tương lai của nghiệp hải có phải là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Tư Minh Tùng mạo hiểm lớn như vậy không? Bây giờ Bành Sùng Giàn đã tỏ thái độ thừa nhận tâm nguyện cuối cùng của Hắc Sĩ Cập. Vậy thì việc Trọng Huyền Tuân tiếp nhận vị trí tông chủ Huyết Hà Tông ít nhất cũng là trong nội bộ Huyết Hà Tông đã không còn trở ngại. Bởi vì Bành Sùng Giàn và Khấu Tuyết Giao là hai đại hộ pháp, cũng chính là hai nhân vật có phân lượng nhất bây giờ của Huyết Hà Tông. Từ bên ngoài mà nói, nếu như Huyết Hà Tông vừa có di chí của cố tông chủ, lại có sự cho phép của hai vị đảm nhận vị trí đại hộ pháp, thì người ngoài có lý do gì để ngăn cản đây? Dù Trần Phác và Tư Ngọc An có không muốn đến mức độ nào đi nữa, thì lúc này cũng không thể nói thêm gì cả. Ánh mắt lấp lánh của Khấu Tuyết Giao nhìn về phía Nguyễn Tù. Bây giờ chỉ còn thái độ của Tề Quốc. Nhưng mà Nguyễn Tù chỉ mỉm cười chống đỡ, không có nói lời gì. Dĩ nhiên y không thể đồng ý dễ dàng như vậy. Dù tất cả những điều này thoạt nhìn thì vô cùng mê người, chưa kể đến việc không biết ý nguyện của Trọng Huyền Tuân là như thế nào. Một quái đạo chân quân như y, mưu tính sâu xa, làm sao tin được trên đời này đã có phúc từ đâu bay tới chứ? Y càng tin tưởng việc tất cả mọi việc trên thế gian đều có cái giá của nó. Thậm chí y còn đang hoài nghi liệu có điều gì đó không ổn ở với sự cố ở Nghiệt Hải lần này. Trưởng lão Tư Minh Tùng sau khi bị đưa đến Thiên Hình Nhai, khó mà ẩn giấu chân tướng gì trước mặt một nhân vật như Ngô Bệnh Dĩ được. Nếu như là một vụ án lớn ảnh hưởng đến toàn bộ Huyết Hà Tông, thì nói không chừng mấy người Khấu Tuyết Giao muốn dùng một vị trí tông chủ để ràng buộc bản thân với Tề Quốc, có được sự che chở của Tề Quốc. Nếu như vậy, Tề Quốc có được Huyết Hà Tông nhưng lại trở thành kẻ địch của Tam Hành Cung, điều này có đáng hay là không? Đương nhiên y cũng không thể để vì cảnh giác mà đá bay một miếng thịt mỡ lớn như Huyết Hà Tông này đi được. Vì mắc nghẹn mà bỏ ăn cũng là một loại ngu xuẩn. Huyết Hà Tông chân giữ Nghiệt Hải là một loại trách nhiệm, nhưng mà ở đây cả hơn 5 vạn năm lại là một loại vị phận. Loại vị phận này được tất cả các phe thế lực thừa nhận, cũng là được cả thiên hạ công nhận. Loại vị phận này quan trọng như thế nào? Cái gọi là thiên ý coi trọng chính là dựa trên điều này. Ví dụ như Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giàn vốn có ý hy vọng dựa vào chính mình để tiến vào diễn đạo cảnh, lần này lại bị thương nặng ở Nghiệt Hải, hy vọng thành đạo đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng mà nếu ông ta có thể trở thành tông chủ Huyết Hà Tông, vậy thì khả năng thành tựu chân quân sẽ được tăng lên vô số lần. Đương nhiên, dù thiên ý coi trọng thì cũng không thể đảm bảo thành diễn đạo. Cho dù có thiên địa đồng lực thì vẫn cần anh hùng tự cứu. Nếu không, Đại Yến Tước Thị tham gia chấn áp họa thủy cũng sẽ không có tiêu vong như vậy. Thế Nguyễn Tù chỉ mỉm cười mà không nói. Khấu Tuyết Giao lại tiếp tục lên tiếng. Tuy đây là di nguyện của tông chủ đại nhân, nhưng mà chúng ta vẫn phải cân nhắc tới ý nguyện của quán quân hầu. Nguyễn Trần Quân, không biết ngài có thể thay mặt chúng ta truyền đạt ý nguyện hay không? Hoặc là ta cũng có thể đích thân tới Lâm Chi để gặp mình. Nguyễn Tù tạm thời không mở miệng, cũng chính là muốn chờ thêm điều kiện, chính là muốn tăng thêm lợi ích cho Tề Quốc, hoặc là xua tan đi những nghi ngờ của y. Nhưng thái độ của Khấu Tuyết Giao cũng rất rõ. Huyết Hà Tông không thể đáp ứng được hai điểm trên. Bọn họ đã nói hết điều kiện ra rồi. Thành thì thành, không thành thì thôi. Trực tiếp đẩy tất cả tiền đặt cược lên, chỉ đợi Nguyễn Tù đưa ra quyết định. Tư Ngọc An đột nhiên nói. Hoắc Sĩ Cập khi còn sống đã nói không có người nào có thể gánh vác tương lai Huyết Hà Tông. Chỉ có tuyệt đỉnh thiên kiêu như Trọng Huyền Tuân mới có thể mang tới hy vọng cho Huyết Hà Tông.
lời này bản tọa không thể đồng ý. Trọng Huyền Tôn có thể mang tới hy vọng cho các ngươi, chẳng lẽ một tuyệt thế thiên kiêu như Khương Vọng lại không thể sao? Khâu Tuyết Giao nhìn ông ta một cách khó hiểu. Không hiểu tại sao các chủ kiếm các này đột nhiên lại nói điều này. Cho dù Trọng Huyền Tuân hay là Khương Vọng, thì đối với kiếm các mà nói có gì khác biệt sao? Tư Ngọc An không để ý đến tâm tình của nàng ta, lại nói: Khương Vọng còn độc chấn họa thủy trên chiến trường Tề Hạ, công đức vô lượng, được mọi người ca ngợi cho đến ngày nay, so với trưởng lão Tư Minh Tùng của các ngươi còn gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Nếu luận bàn về công đức, nếu Huyết Hà Tông muốn mời một người ngoài đảm đương vị trí tông chủ, chẳng lẽ Khương Vọng không thích hợp hơn Trọng Huyền Tuân sao? Nguyễn Tù liếc nhìn Tư Ngọc An một cái, biểu tình nghiền ngẫm, mơ hồ đang hỏi: Ngươi cho rằng nếu đổi thành Khương Vọng thì ngươi có thể gây khó dễ được hay sao? Tư Ngọc An chỉ cười nhạt, tựa như trả lời: Ngươi đoán xem. Khâu Tuyết Giao miễn cưỡng nói: Sư phụ và đồ đệ, loại chuyện này cũng phải xem duyên phận. Hoắc Sĩ Cập cũng chết rồi, còn xem duyên phận cái gì? Tư Ngọc An nghiêng đầu nhìn về phía Khương Vọng, hết sức tiếc nuối nói: Người ta rõ ràng không coi trọng ngươi, lấy tính khí một lời không hợp liền đạp nát Thiên Mộc Phong, có thể nhịn hay không? Khương Vọng không biết nói gì, lặng lẽ lùi lại một bước, lùi ra phía sau lưng Nguyễn Tùng. Hắn cũng không biết có phải do Tư Ngọc An muốn khuấy đục vũng nước này lên hay không. Mấy người này, người nào chẳng là cáo già xảo quyệt chưa? Ý trong lời nói, ngôn ngoại ý của bọn họ, người đàng hoàng nhắn ta không muốn đoán bỏ, rất khó đoán thì không nói, có khi vừa cân nhắc đã bị câu lên rồi. Hôm nay giả câm giả điếc, chẳng lẽ còn bị lừa sao? Thấy người nọ khưng, người họ khưng nào đó thức thời. Thấy người họ khưng nào đó không thức thời, ánh mắt bất mãn như là thanh lợi kiếm của Tư Ngọc An liền quét tới. Khương Vọng chỉ vờ như là không biết, nhanh nhẹn nghiêng đầu đi. Lúc này nơi ánh mắt hắn dừng lại, vừa đúng là Hồng Trần Chi Môn đang lơ lửng kia. Ở Nguyệt Hải trông thấy Hồng Trần Chi Môn giống như là nhìn thấy khói lửa nhân gian. Từ hiện thế trông thấy Hồng Trần Chi Môn phần nhiều là khói sóng Nguyệt Hải. Nhưng giờ phút này hắn lơ đãng nhìn thấy, ở bên trong quang ảnh không ngừng biến ảo, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một con quái vật khổng lồ. Dáng vẻ cụ thể của nó không thấy rõ, nhưng mà trên thân thể đã có hàng ngàn hàng vạn tinh điểm. Khương Vọng giật mình, quá giống, giống như thấy được vạn linh thú ở trong vô tri địa quật ở phù lục vậy. Nhưng mà dáng vẻ khổng lồ này chỉ thoáng qua, lần nữa nhìn lại Hồng Trần Chi Môn, chỉ mơ hồ thấy họa thủy màu sắc phức tạp đang lưu động, bóng dáng Huyết Hà trải dài thoáng qua chứ không có biến hóa nào khác, giống như cái bóng vừa rồi kia chỉ là ảo giác vậy. Nhưng mà người đã đến cảnh giới thần nhi minh chi như hắn sao có thể sinh ra ảo giác đây? Là Hồng Trần Chi Môn đang phản ứng phong cảnh thực của Nguyệt Hải sao? Hay là ảnh hưởng do Hứa Di Danh kia lưu lại? Hoặc là một trò đồ quái ác của vị kiếm đạo chân quân Tư Ngọc An này? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.